Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình thảo luận với nhà báo Mai Loan. Chúng tôi chào tái ngộ anh Mai Loan. Xin kính chào anh Hoàng Bách và toàn thể quý khán thính giả của chương trình Hoàng Bách Channel từ thành phố Houston. Chúng tôi là Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn. Xin kính chào và hẹn và xin hân hạnh được trở lại làn sóng này để thưa chuyện cùng với anh Hoàng Bách và quý vị. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là tối thứ sáu cuối tuần rồi, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa là có thể bước qua cái tháng 6 rồi. Và cuối tuần này là một cuối tuần dài bởi vì cái lễ Memorial Day rồi vào ngày thứ hai, cho nên có nhiều gia đình ở Hoa Kỳ họ lấy cái vacation là 4 ngày đi cho nó dài. Đó là cái lễ cuối tuần. Và trước nhất là chúng tôi và anh Mai Loan xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và cũng xin quý khán thính giả, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi, bỏ thời giờ để theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Và nếu quý vị thấy cái nội dung này mà tốt thì xin quý vị chuyển tải dùm cho các bạn bè và thân hữu trong cũng như ngoài nước. Và xin subscribe để cho chương trình, những cái chương trình lần sau đó là nó tự động những chương trình mới là tôi gửi cho quý vị. Chúng quý vị khó cần vô tiền mà hãy subscribe là tự động sao lần sau nó những chương trình mới nó gửi đến quý vị. Thưa nhà báo Mai Loan, trước khi mình thảo luận những cái chi tiết đi vào trong những cái chương trình xả ra những cái tin tức trong những ngày vừa qua thì cũng là một cái tin vui. Lần đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ là tổ chức một lễ Phật đản ở trong Tòa Bạch Ốc. Thì xin anh Mai Loan có thể cho biết quý khán giả chúng ta được biết đây là cái tin vui đối với đồng bào Phật tử ở hải ngoại cũng như trong nước. Ít có khi mà nó có lịch sử của Hoa Kỳ luôn, lịch sử trong các đời tổng thống luôn. Thì xin nhà báo Mai Loan. Dạ vâng, đúng như anh Hoàng Bách nói đó là ít có khi, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ có xảy ra hết cho đến khi có một ông tổng thống tên là Joe Biden lên làm tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Vào ngày thứ 26 tháng 5 vừa qua thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái thông cáo báo chí của Tổng thống Biden để nói về cái lễ Vesak được tổ chức lần đầu tiên tại bên trong Tòa Bạch Ốc với cái nghi thức thắp nến biểu tượng của cái lễ này và với sự tham dự của đại diện cho Tòa Bạch Ốc là đệ nhị phu quân ông Al Gore, tức là chồng của bà phó tổng thống Kamala Harris. Với ông sau đó thì bà Kamala Harris cũng như là ông ngoại trưởng Blinken cũng bắn ra những mẫu tweet để nói về cái ý nghĩa của cái việc mà tổ chức lễ Vesak. Như quý vị biết, chữ Vesak về sau này đó nó được dùng để nói đến cái lễ Phật đản. Đúng ra thì nó gồm ba cái lễ cùng gộp lại trong một ngày, tức là lễ Phật đản, tức là ngày Phật đản sanh, cũng là lễ kỷ niệm cái ngày Phật tịch diệt, và thứ ba là cái lễ ngày Phật nhập Niết Bàn. Thành ra ba cái lễ đó được gom lại chung một ngày là cái lễ Vesak theo như cái truyền thống trên thế giới cũng như là Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày Vesak là ngày lễ Phật đản. Và Tổng thống, văn phòng Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một cái thông cáo báo chí để nói rằng là ông Biden và đệ nhất phu nhân đã gửi những cái lời chúc nồng nhiệt nhất đến tất cả những người Phật tử tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới giữa lúc mà họ đang làm đón chờ cái ngày lễ Phật đản. Và cũng ông cũng nhắc lại ba cái ý nghĩa là ngày đản sanh, ngày Phật nhập Niết Bàn vào ngày tịch diệt. Và ông viết một câu trong cái thông cáo này nghe đọc rất là ý nghĩa lắm. Ông viết đại khái như rằng là cái nghi thức, cái lễ ngày hôm nay nó là cái biểu tượng của ngày lễ này, nó giúp cho người ta nhớ lại những lời Phật pháp để mà nói về cái tinh thần vị tha, tinh thần từ bi, vị tha, compassion tức là từ bi đó, rồi cái tinh thần khiêm cung là humility và selflessness tức là cái tinh thần vị tha, làm việc cho tha nhân, mà những cái giá trị đó nó vẫn trường tồn cho tới ngày hôm nay. Thành ra cũng trong cái ngày lễ này, chúng ta tức là những người Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ đó kỷ niệm cái ngày lễ này và cũng
nhớ đến cái sự đóng góp của rất nhiều người Phật tử tại Hoa Kỳ, và những cái đóng góp đó nó làm phong phú cho cái cộng đồng của chúng ta và phong phú cho cái đất nước Hoa Kỳ, giữa lúc chúng ta đang cùng làm việc với nhau để mà đem lại một cái tương lai sáng lạng hơn trong những ngày tháng sắp tới. Cái bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cho thấy nó ngắn gọn nhưng mà nó mang lại rất nhiều cái ý nghĩa cao đẹp. Và chúng ta thấy các viên chức của Tòa Bạch Ốc đó, đón tiếp các vị chức sắc của đạo Phật, và họ đã rất khéo léo và tế nhị. Họ mời ba vị đại diện, ba vị hòa thượng đại diện cho ba cái phái lớn nhất của đạo Phật đó, tức là phái Nam Tông, phái Bắc Tông và phái Kim Cang, Rinpoche đó, là bên của ngài Đạt La Lạt Ma, đó là ba cái tông phái lớn nhất của đạo Phật. Chúng ta không biết nói gì hơn là hết sức là xúc động trước một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp này. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn thì mình sẽ biết rằng là vợ chồng của ông Joe Biden là người theo bên Công giáo, vợ chồng của bà Kamala Harris cũng không phải là người theo đạo Phật, và đạo Phật cũng không phải là một đạo mà có đa số tín đồ tại nước Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, nó chỉ có tại một số những nước Á Châu mà thôi. Và cái con số người theo đạo Phật cũng không chiếm một cái tỷ lệ quan trọng trong cái khối cử tri tại Hoa Kỳ trong những cuộc bầu cử. Do đó đây không phải là một cái, tôi nghĩ rằng cái tinh thần này nó không có một cái động lực, một cái động cơ chính trị bầu cử nào hết. Nhưng mà phải chăng nó biểu lộ cái tinh thần của vị đương kim tổng thống và tân chính quyền của ông là những người tôn trọng cái sự đa dạng, cái sự đóng góp của nhiều cộng đồng thuộc nhiều sắc tộc khác, chứ không phải như là trường hợp của ông tổng thống tiền nhiệm là Donald Trump chỉ nhắm vào cái việc mà gọi là mua chuộc, kích động cho một cái cộng đồng duy nhất là cộng đồng da trắng, có cái tinh thần gọi là da trắng, gọi là bạch chúng, gọi là thượng đẳng đó, white supremacist. Và nó là một cái nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu cái sự xung đột trong 4 năm qua. Phải chăng chúng ta trong 4 năm qua một cái thời kỳ nghĩa là u tối nhất của lịch sử Hoa Kỳ đó, chúng ta đang chuyển hướng vào một cái tương lai sáng lạng hơn, khả quan hơn, mặc dù còn nhiều cái chông gai khó khăn do những người cuồng Trump, những tay chính khách của đảng Cộng Hòa vẫn còn bị áp lực của Donald Trump. Lát nữa đây chúng ta có giờ chúng ta sẽ nói đến, nhưng mà ít ra trong cái bước đầu như vậy đó, chúng ta nghĩ rằng là Hoa Kỳ coi như là chính thức bắt đầu phục hồi lại cái vị thế của mình là một đệ nhất siêu cường, một quốc gia vững mạnh nhờ cái sự đóng góp của nhiều sắc dân khác nhau, nhiều cái tôn giáo khác nhau, nhưng mà chúng ta đều tôn trọng cái sự đóng góp của mọi sắc dân đó, cho dù họ có là thành phần thiểu số hay là đa số trong cái xã hội Hoa Kỳ. Xin trở về với anh Hoàng Bách. Thưa anh Mai Loan và thưa quý khán giả, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của các đời tổng thống mà lại có tổ chức lễ Phật đản. Lễ Phật đản đó, đối với người Việt Nam nói riêng và đối với các người Á Châu đó, nói chung thì không xa lạ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đó, thì vấn đề Phật giáo đó, nó rất là hiếm hoi. Và có thể là Đức Đạt La Lạt Ma đó, thì kể từ đời Tổng thống W. Bush thì phải, và trước đó, đó thì năm nào vị Tổng thống nào cũng có tiếp hết chắc. Là vì ông là một cái người mà gọi là lãnh đạo của Phật giáo ra đành, mà là một biểu tượng của một người Tây Tạng mà chạy đi tị nạn qua ở bên Ấn Độ, mà vai trò của ngài đó là đem tới hòa bình. Cho nên vì nhiều vị tổng thống đã mời đến Tòa Bạch Ốc, kể cả thượng viện chỉ vì cách thiền nữa, riêng cái ông tổng thống 45 thì không có mời thôi, chứ hầu hết các vị tổng thống đều có mời để tới Tòa Bạch Ốc hoặc là để gặp gỡ các vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà cái sự làm cho phép làm lễ Phật đản ở trong Tòa Bạch Ốc nó nói lên cái điều gì?
đây là một xã hội đa văn hóa, mà xã hội Mỹ đó là hợp Trung Quốc mà. Mà nó hợp Trung Quốc là đây là sự tổng hợp của nhiều nền văn hóa, tổng hợp của nhiều sắc dân, cho nên không phải là một sắc dân nào cả. Và khi nêu lên cái điểm này để cho thấy là cái cộng đồng của người Hoa Kỳ không bỏ sót một cái văn hóa của quốc gia nào, mà họ luôn luôn trân quý những cái văn hóa của các quốc gia khác. Cho nên khi mà đưa lên cái lễ Phật đản này đó, thì chúng ta thấy cái dấu hiệu cho thấy là cái thông điệp Tổng thống Biden không loại trừ một thiểu số nào. Một thiểu số nào mà đóng góp xây dựng cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ và có mặt tại Hoa Kỳ, nó đều được trân quý cả. Không phải là đa số là tuyệt đối hay là thiểu số là không có tôn trọng. Cái điều này nó nói lên cái tinh thần mà gọi là bao dung, cái tinh thần bao la, cái tinh thần gọi là coi như tôn trọng tất cả các cái tôn giáo, không phải là tôn giáo mình là tốt nhất. Mặc dù ông là cái vị tổng thống thứ hai là người theo đạo Thiên Chúa giáo, trước đây là tổng thống John Kennedy thì đây là tổng thống thứ hai, còn tổng thống 45 đó thì ông là người Tin Lành chứ không phải là người của Công giáo. Cho nên các cái vị mà nói là ông là Đức Chúa Trời sai xuống rồi thì cái điều đó là do sự thần thánh quá thôi. Thì qua cái sự kiện này thì với cái nhìn của tôi, mời anh Mai Loan có thể mình chia sẻ thêm cái góc nhìn là về có cái sắc danh, về có cái sự cộng đồng của thiểu số. Ông không phải là lấy phiếu, mà đây đâu phải là trong cái lúc bầu cử, nhưng mà cái sự tôn trọng, sự quan tâm đó của Hoa Kỳ đến các cái quốc gia mà nhỏ như là cộng đồng Việt Nam hay là cộng đồng của người Á Châu mà đối với Phật giáo, thưa anh. Thật ra cái đây là một cái biến cố rất là lớn trên thế giới, đặc biệt là ở những nước mà Á Châu mà Phật giáo đó, họ đều nói đây là một cái biến cố lần đầu tiên, first. Và chúng ta nếu mà đi sâu vào chi tiết đó, chúng ta sẽ thấy nó là một biến cố khá lớn. Kể cả những nước mà đa số người dân theo đạo Phật đó cũng không có làm những cái lễ mà của chính quyền đứng ra lo cái lễ chính thức tại dinh tổng thống. Điển hình là trường hợp của Việt Nam chúng ta chẳng hạn, là 80% là người dân theo đạo Phật, nhưng mà chính phủ đó, tức là các đời tổng thống hay là thủ tướng không bao giờ tổ chức cái lễ mà Phật đản trong khuôn viên của các dinh tổng thống. Nhưng mà dĩ nhiên đây là một ngày lễ lớn nhất tại các chùa, và giáo dân, tức là người Phật tử đến dự, các viên chức chính quyền có thể gửi người đến đi. Thậm chí dưới thời đệ nhất Cộng hòa đó, của thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, cái việc mà tổ chức mà lễ Phật đản rồi với những cái chuyện mà gọi là treo cờ, có được treo cờ là lớn hay không thế này nọ kia, nó cũng đã là những cái vụ mà gọi là hục hặc với nhau, chứ không có phải thuận buồm xuôi gió, chứ được nói chi đến cái kiểu mà đưa vào trong dinh tổng thống để mà làm cái đó. Và chúng ta thấy tại những nước khác cũng vậy. Nhưng mà tại cái điều hay của nước Hoa Kỳ đó là tại một quốc gia mà họ không có cần để mà lấy lòng lấy phiếu như là anh Hoàng Bách vừa nói đó, tức là cái mùa bầu cử đã qua rồi là một. Thứ hai đó, chúng ta nhìn vô đó, cái con số người gốc Á đó, cử tri gốc Á tại Hoa Kỳ nó rất là nhỏ, nó chỉ có 23 triệu thôi trong cái tổng số là hơn 330 triệu người Mỹ. Mà trong số 23 triệu người Á Châu đó, không phải là người theo đạo Phật là chiếm đa số, tại vì còn một số người theo bên đạo Thiên Chúa giáo, tức là Công giáo Tin Lành, kể cả một số người theo các nước Ấn Độ đó, theo Ấn giáo hoặc là theo Hồi giáo. Thành ra cái con số cái người mà theo đạo Phật nó rất là nhỏ nhoi, nó không đáng kể. Thành ra đây không phải là một cái động lực để mà Tòa Bạch Ốc và ông Joe Biden cũng như là phe dân chủ ủng hộ cái điều này. Trước đó cũng không ai nói năng, không có những áp lực nào hết về cái chuyện này. Và tuy nhiên có những người đáng tiếc thay, những người Việt Nam gọi là cái thành phần mà cuồng Trump đó, thì vẫn còn cay cú, không có hài lòng khi thấy mà gọi là thần tượng của mình thất cử, và đối thủ là ông Joe Biden của Tòa Bạch Ốc, họ vẫn tìm mọi đủ cách để họ moi móc, rồi họ đưa ra những cái lời có vẻ như là chê bai và nói rằng là đây là cái hình thức ông Joe Biden và phe dân chủ
mua chuộc người dân, thật ra sẵn sàng làm bất cứ cái hành động như thế nào. Rồi có một vị là nữ quân nhân, bà Nguyễn Thị Bé Bảy, hay viết bài trên internet mà để chê bai chính quyền Trump và phe dân chủ đó, thì nói rằng là đây là một cái hành động đạo đức giả. Ông Joe Biden và phe dân chủ đó ủng hộ việc phá thai, rồi đạo Phật là đạo cấm sát sinh, cho nên làm cái chuyện này là chuyện nghĩa là đạo đức giả, vân vân. Rõ ràng như anh Hoàng Bách nói, đây là một cái thái độ cây cú không có nền tảng, một cái cây cú vô lối. Nó không liên hệ gì đến cái thuyết nhà Phật. Dĩ nhiên nhà Phật nó có nhiều cái giới khác nhau, nó cấm sát sanh, nó cấm ăn gian nói dối, nó cấm nhiều cái điều khác nữa. Và còn cái vấn đề mà cái chủ trương mà không phải đạo Phật không thôi, mà ngay cả đạo Công giáo hay đạo Tin lành hay nhiều đạo khác, nó cũng không có khuyến khích chuyện phá thai hay là cấm chuyện phá thai. Còn cái việc mà ông Joe Biden và các vị dân cử của đảng Dân chủ đó, họ ủng hộ cái gọi là chủ trương cái quyền phụ nữ, cái quyền tự do của cái quyền tự do lựa chọn, cái gọi là pro choice của người phụ nữ, thành ra họ không có áp đặt cái quyền ngăn cấm cái sự lựa chọn phá thai của người phụ nữ trong một số những trường hợp bất đắc dĩ mà họ không có quyết định mang theo được. Còn cái phía bên những người bảo thủ đó thì họ áp đặt là họ không có cho người phụ nữ được quyền phá thai, nhưng mà họ mạo danh là gọi là ủng hộ quyền sống. Nhưng mà thực chất đó, họ không có ủng hộ quyền sống chút nào hết. Họ ủng hộ, họ để mặc cho cái phong trào, cái tổ chức NRA đó tha hồ buôn bán súng, ủng hộ những đạo luật súng ống bừa bãi dẫn đến cái chết của bao nhiêu người tại Hoa Kỳ. Gần đây nó có những cái vụ nổ súng thảm sát lớn như cái vụ nổ súng tại thành phố San Jose ngày hôm qua khiến cho 9 người chết và nhiều vụ khác. Và những người mà gọi là bảo thủ ủng hộ cái gọi là quyền phá thai, gọi là ủng hộ cái mạng sống đó, tại sao họ không có tuân theo những cái chính sách mà tuân thủ nghiêm ngặt về cái vụ đại dịch khiến cho nghĩa là khoảng 600.000 người chết? Tất cả những cái điều đó là những cái điều mà cho thấy ai là người đạo đức giả. Và trong khi quý vị cứ cây cú lôi ra những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, một lần nữa, trong không phải là vì mình là người theo đạo Phật hay là mình là người Việt Nam hay là người gốc Á mà mình xúc động như đó, nhưng mà đối với một người bàng quan, họ vẫn cho rằng một cái việc làm, cái quyết định của tòa Bạch Ốc và chính quyền Joe Biden kỳ này xuyên qua cái việc mà tổ chức lễ Vesak tại ngay tòa trong tòa Bạch Ốc đó, nó là một cái nghĩa cử hết sức là có ý nghĩa và khiến cho mọi người đều phải xúc động, đều phải thán phục, đều cảm ơn và cảm tạ là chúng ta đã có một vị tân tổng thống, một cái tân chính quyền đó biết tôn trọng giá trị của mọi người, mọi cái sắc dân, mọi cái tôn giáo khác nhau, và đó có lẽ là một trong những cái tiêu chuẩn mà chúng ta có quyền hãnh diện là công dân của nước Hoa Kỳ. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, nếu mà nó lấy lòng hay là mua chuộc đó thì cái điều đó hoàn toàn nó tính cách là xuyên tạc. Bởi vì 331 triệu người dân Mỹ đó lấy lòng mà chừng lỗi người Việt Nam, nếu mà là theo Phật giáo đó có nhiều lắm là chừng hơn 1 triệu người, nó không có đủ thiếu gì hết, nó chưa tới là 0.5% nữa. Thành nếu mà nó lấy lòng thì không không đúng. Cho nên một số người họ hậm hực, họ bực bội, hay nói một cách khác họ mặc cảm tự ti, và họ mặc cảm là qua cái vừa rồi đó họ hỗ trợ cho ông 45, nhưng mà cuối cùng thì ông Joe Biden thắng. Vì vậy cho nên họ hậm hực, và họ hậm hực họ chờ có một cái cơ hội nào có cái hở nhỏ nhỏ đó là họ kéo vào. À, họ nói ô vậy đó, còn nói về phá thai, thực sự phá thai đó nếu mà nói đúng nghĩa đó, trước đây đó đã được lưỡng viện quốc hội biểu quyết, chứ cái đạo luật này không phải là của dân chủ mà cả hai đảng. Thì quý vị biết đó là nếu một người phụ nữ đó mà vì họ bị hiếp hay là một cái lý do đặc biệt gì đó đó, họ buộc làm do cái quyền quyền sinh đẻ là của người phụ nữ mà, họ có quyền tự do để chọn lựa. Cái đó không phải là cái quyền đem ra mà giết một con người, không phải, cái điều không phải, nhưng mà nó cũng giới hạn trong mấy tuần lễ, trong 1-2 tháng đầu, chứ không phải là lớn lên rồi mới giết. Cho nên nói trở lại đó là anh Mai Loan vừa nhắc tới đó, hơn nửa triệu người trong vòng 1 năm mà chết, sao quý vị không nói?
Nếu mà quả thật là nếu mà kêu gọi người ta đeo khẩu trang, kêu gọi người ta cách ly, kêu gọi người ta đứng khoảng cách xa mà 6 feet đó, thì có lẽ cái tình trạng nó không có chết nhiều như vậy. Mà chính những người trong cuộc, những người y khoa học nói như vậy chứ không phải là chúng tôi nói, đó là những cái người mà chuyên khoa về y tế đó. Nếu quả thật mà dốc toàn lực vào cái vấn đề để cứu chữa, đặt lên nền tảng là cứu COVID là trước nhất đó, thì đâu đến nỗi là họ cháy. Bởi vì lúc đó ông 45 ông đi vận động đã đành rồi, mỗi ngày ông tuyết ra ông coi thử ai chửi ông cái gì để ông lên tiếng, ông đâu tranh cãi với người ta, cho nên cái thì giờ nó không có. Một vị tổng thống đó thì giờ rất là hiếm hoa, mà cứ dành thì giờ để mà đôi co với những người khác đó, thì cuối cùng là cái bệnh dịch nó lan tràn thôi, không có gì là khác hết. Cho nên nếu mà không có dành toàn là một cái chiến lược để mà ngăn ngừa, để mà chống lại đó, cho nên tới giờ này đó thì thưa anh Mai Loan và thưa quý khán giả, những người dân ở khắp nơi, từ ở châu Á đến châu Âu, họ thèm cái mũi vaccine để chích, trong khi ở Mỹ này đó chích mà là không đi chích. Mà đặc biệt là có cái vị dân biểu đó, có cái vị dân biểu và nghị sĩ đó, đúng ra họ làm gương. Họ nói là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Anh không làm gương, anh đi chích thuốc có thạc sẵn thôi, chích để chi? Mặc dù anh khỏe nhưng mà anh chích đó là để anh ngăn ngừa, anh đề phòng với những người trong gia đình, rồi với cộng đồng xã hội nữa. Anh vào tiệm ăn, anh vào trong cái chỗ mà uống bia, hay là anh vào phòng họp mà anh không chích đó, thì tự nhiên nó lây cho người khác, tức là cái tinh thần tự trọng không có. Thật sự mà nói đó, không biết là anh Mai Loan sao, chúng tôi qua bây giờ nhiều rất là thất vọng cho những ông nghị sĩ dân biểu của Đảng Cộng Hòa, rất là thất vọng. Chúng tôi không nói hết, một số thôi, một số theo Trump thôi. Chúng tôi đơn cử ngày hôm qua thì phải, Tổng thống Joe Biden có đạp bài diễn văn đi tới Ohio, trong khi đó ông có nói chuyện và ông có cầm một cái tờ giấy. Trên cái tờ giấy đó thì ông liệt kê một số các vị dân biểu và nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, mà trong cái gói kích cầu ở gói mà để mà giúp đỡ cho đồng ở trong gói COVID-19 đó là 1.900 tỷ đó, không có một ông dân biểu Cộng Hòa cũng như là nghị sĩ Cộng Hòa nào bỏ phiếu cả. Vậy mà khi về tới địa phương đó, họ khoe, họ đạp lại những cái điều lệ ở trong cái đó, họ nói đây là cái công của họ, nhưng mà cuối cùng là những người đó là ai? Những người đó là số 1 của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, tại là ông Mitch McCarthy. Rồi cái bà số 3 ở New York, rồi một số nhân vật coi như toàn là thư ấn trên cái tay của ông Joe Biden. Ông kia không lẽ bây giờ chúng tôi công bố cái này đó thì quý vị sẽ mắc cỡ, quý vị khó chịu, bởi vì sự ăn nói dối trá. Ăn mình không chịu bỏ phiếu rồi mà còn về khoe với địa phương là mình có bỏ phiếu cho nên được cái gói 1.400 rồi, mỗi người 1.400, thì cái điều đó thấy là nó trơ trẽn, nó không có liêm sĩ, nó không có đạo đức của một người lãnh đạo, đừng nói người dân. Giữa chúng tôi và anh Mai Loan đó, nếu mà chúng tôi có trơ trẽn như vậy thì chúng tôi không có can đảm để nhìn Mai Loan nữa. Thì đây, ở trong đó, lãnh đạo nghĩa là tiêu biểu của một quốc gia lập pháp mà bây giờ ăn nói thế này thế kia thì mới tệ quá. Thì anh Mai Loan nghĩ sao? Anh Hoàng Bách, khi mà anh nói là anh thất vọng trước những vị dân cử, dân biểu của và nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã có một cái thái độ mà gọi là lật lọng và ma đầu như vậy đó, là mình không nói hết Đảng Cộng Hòa nha, Đảng Cộng Hòa theo Trump. Không, tức là những ông bà mà không bỏ phiếu cho cái đạo luật đó, nhưng mà bây giờ đây lại đi dành công khoe với cử tri là những cái ít lời của đạo luật đó. Anh dùng cái chữ thất vọng đó là tương đối là cũng còn nhà Tây và cũng còn khá lịch sự. Đây là những chính khách mà mình có thể nói là đáng phỉ nhổ chứ không phải là đáng lên án, tại vì họ quá hèn hạ, họ quá bỉnh thiểu bằng cách là họ dùng những cái mưu mô chính trị đó để họ không bỏ một cái lá phiếu nào cho cái đạo luật đó. Để rồi giờ đây cái đạo luật đó nó đưa ra những cái ngân khoản để mà cứu trợ cho người dân trên toàn nước Mỹ, không cần biết là người dân bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Thì những người này lại muối mặt lại nói rằng đấy chưa, quốc hội chúng tôi đã làm việc để thông qua. Trong đó, như anh Hoàng Bách biết rằng,
ngoài cái chuyện mà nhiều người hay nói đến cái việc mà mỗi người dân được cái lá được cái check chi phiếu 1.400 đồng, nó còn nhiều cái ngân khoản khác 350 tỷ để gửi cho các chính quyền tiểu bang và thành phố, để cho từ đó họ gửi cứu trợ cho nhiều cái chương trình khác nhau. Một cái chương trình cứu trợ cho những cái người làm trong cái ngành nhà hàng, tại vì cái đại dịch đó là nó khiến cho những người chủ nhân các nhà hàng nó coi như là điêu đứng, thành ra chính phủ phải bỏ tiền ra để mà trợ cấp cho nó có thể sống còn. Cái điều này không phải xảy ra ở Hoa Kỳ thôi, mà nó xảy ra tại tất cả cái nước khác trên thế giới, bên Âu Châu, bên Á Châu, bên Singapore, bên, bên. Quý vị đều biết rồi, cái cơn đại dịch nó phải đóng cửa cơ sở để mà giải quyết, chịu một cái đau nhỏ này để mình đem lại cái lợi ích cho đường dài. Và trong cái tình trạng đó, chính phủ chỉ còn có cách là phải chi tiền ra để mà coi như là mang một cái gánh nợ đó, và để mà giúp cho người dân có thể sống còn, và trong tương lai những thế hệ sau đó chúng ta sẽ đi làm để mà trả cho cái món nợ đó. Nhưng mà không hiểu tại sao họ lại muối mặt, họ lại trơ mặt ra họ làm cái đó. Họ nghĩ rằng là đa số người dân không biết, đồng ý thật là đa số người dân không biết, nhưng mà giới truyền thông biết, và ông Joe Biden biết, những người dân cử của đảng Dân Chủ chắc chắn họ biết. Nhưng mà tại sao họ không đem cái vụ đó ra để mà họ phanh phui hay là họ xỉ vả quý vị? Điều này nó cho thấy cái tư cách của những người của bên đảng Dân Chủ, như trường hợp ông Biden, nó cao gấp 10 lần đối với trường hợp của Donald Trump. Donald người khác vu vơ dựng chuyện này kia mà lôi ra những chuyện đó để mà mắng chửi người ta, mặc dầu toàn là những lời cáo buộc xạo láo không thôi. Còn trong khi đó đó, chúng ta thấy ông Joe Biden và phe Dân Chủ họ biết rõ những chuyện đó, nhưng mà họ không có thèm vin vào những cái chuyện đó để mà gọi là hả hê cái kiểu mà tiểu nhân đắc chí, tại vì họ còn phải đối phó với nhiều cái nan đề khác nhau. Đất nước Hoa Kỳ chúng ta đó, cái tình trạng đại dịch đó, thật sự ra nó chỉ mới chuyển hướng theo cái hướng đi khả quan thôi, chứ chưa có thể nói rằng là đã triệt tiêu được cái cơn đại dịch. Tại vì cho đến ngày hôm nay đó, cái tỷ lệ người dân được chích ngừa mà gọi là fully vaccine đó, chích ngừa đầy đủ đó, chỉ có mới khoảng là 52%, 53% thôi, chứ chưa phải là lớn. Là tại vì sau khi mà đạt được cái tỷ lệ 50% mà mọi người chích ngừa đầy đủ, tức là hai mũi đó, thì cái tỷ lệ mà người dân đi chích ngừa nó chậm lại, tức là mỗi tuần lễ 7 ngày đó, họ ước lượng rằng là đạt được thêm 2% mà thôi. Do đó chúng ta thấy rất nhiều tiểu bang Ohio là một, hôm qua là tiểu bang California, họ đã phải phát động cái chiến dịch, nghĩa là cho xổ số bạc triệu cho những người đi chích ngừa. Và ngày hôm qua tại Ohio có một phụ nữ trẻ 23 tuổi đã trúng số độc đắc 1 triệu. Một em sinh viên cũng trúng số độc đắc là được cái học bổng toàn phần nuôi ăn ở, cái học trong vòng 4 năm. Cái điều này nó dẫn đến một cái tình trạng hơi nực cười và éo le, là nhiều dân những nước khác đó, họ sẽ ngồi họ thắc mắc là cái dân xứ Mỹ là một cái dân, nghĩa là gọi là spoil đó, tức là nuông chiều quá mức đi. Thuốc chích ngừa đó thì miễn phí, mà còn không thèm chích, để người ta dụ dỗ đầu tiên là cho ăn bánh, cho uống bia, cho đủ thứ, bây giờ còn dụ dỗ cho tiền bạc, mà còn còn em trả không chịu đi. Và một phần nữa cũng do cái ảnh hưởng tai hại của một số cái ông dân biểu nghị sĩ đó, nhất quyết không chịu đi chích ngừa, hoặc là không nói rằng mình có đi chích hay không, vô tình đó nó giúp cho những cái tay cuồng Trump, những tay thiếu hiểu biết đó, họ duy trì cái tinh thần mà ngoan cố như vậy. Trong khi đó tại rất nhiều những nước khác, kể cả những nước mà đối phó với đại dịch rất là giỏi như là Đài Loan, như là Nhật, như là Singapore, cái tỷ lệ người dân được chích ngừa mà đầy đủ đó nó rất thấp, nó chỉ 1-2% mà thôi, mà đại đa số người dân trong những nước đó đó họ khao khát để mà có được thuốc vaccine như là tại Hoa Kỳ. Trở về cái tình trạng gọi là so sánh cái thái độ, cái cách hành xử của các vị dân biểu và nghị sĩ của phe Cộng hòa hiện nay, nhất là cái thành phần mà cuồng Trump mà anh Hoàng Bách gọi là thất vọng đó. Nhưng mà tôi cho là những tên đó là những tên đáng phỉ nhổ, tức là nghĩa là hèn nhát không thể tả tả được đó. Đó là một cái vết nhơ của người xấu xa
không đáng làm người, chứ đừng có nói chi là một vị chính khách. Thì họ có và họ cũng có những cái hành động, nghĩa là lật lọng, quay ngược 180 độ mà không hề xấu hổ. Đó là trường hợp của ông hai cái vị mà gọi là lãnh tụ của phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông dân biểu Kevin McCarthy là trưởng khối Cộng hòa tại Hạ viện, và ông nghị sĩ Mitch McConnell tại Thượng viện. Trường hợp ông Kevin McCarthy, quý vị biết rồi, trong cái ngày bầu, trong cái ngày nổi loạn mà gọi là đảo chính hụt vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua đó, ông ta cũng như là ông nhiều vị khác, ông phó tổng thống Mike Pence, tất cả những người đó đều cảm thấy lo sợ cho cái sự an nguy của mình. Thành ra cái ông phải chạy trốn trong nhiều phòng. Ông Kevin McCarthy là lãnh tụ, thành ra ông được nhân viên gọi là bảo vệ an ninh đưa đi trốn nơi riêng. Và người ta thường thuật lại đó là ông có gọi điện thoại với lời ông Trump trong những giờ phút đó để mà cùng lên tiếng, là ông dùng cái cương vị tổng thống đó, ông nói cái lời gì đi để mà có thể kêu cái bọn phiến loạn nó rút ra khỏi tòa nhà quốc hội, hoặc là ông đẩy mạnh cái đưa cái lực lượng quân đội tới để mà bảo vệ an ninh. Ông Trump thì nói rằng là không phải là với bọn gọi là dân Mỹ gọi là biết đâu chừng cái trong nhóm đó đó là có cái bọn Antifa, bọn Black Lives Matter nó giả dạng nó tràn vào trong đó để mà nó đổ tội cho chúng ta. Thì ông Kevin McCarthy đó, ông đốt chát ngay với lời ông Trump ngay liền. Ông nói là ông im ngay, ông im cái gọi là BS, tức là cái từ ngữ thô tục đó, tức là ông im cái lời nói phân bò đó đi. Không có cái Antifa nào hết đó, tại vì tôi ở đó nè, tôi nghe nè, cái bọn đó là cái bọn MAGA mà thôi. MAGA là cái từ ngữ Make America Great Again, tức là cái chiêu bài mà ông Trump dụ dỗ trong 4 năm qua để kích động cái giới cử tri da trắng mà cuồng Trump ít học đó, nó bực mình những cái sự mà sụt giảm về cái đời sống của họ trong nhiều năm qua, nó đổ lỗi cho tất cả những thành phần khác, tức là thành phần di dân, thành phần thiểu số vân vân. Và cái khối đó là cái khối nền tảng ủng hộ cho ông Trump trong 4 năm qua cho đến ngày hôm nay đó. Thì Kevin McCarthy nói rõ ràng như vậy, và Kevin McCarthy đó nói rằng là Donald Trump quả tình có trách nhiệm trong cái vụ biến loạn đó. Đó là lý do mà vì sao ngay lúc đó đó có nhiều dân biểu da nô ủng hộ ông Trump, muốn là ông Kevin McCarthy phải tổ chức một cái cuộc bỏ phiếu để mà truất quyền bà Liz Cheney ra khỏi cái chức vụ lãnh đạo số 3. Thì ông Kevin McCarthy vẫn ủng hộ bà Liz Cheney. Thành ra cái cuộc bỏ phiếu đó đó thì chỉ có khoảng là 60 người là đòi truất phế, coi như là loại bỏ bà Cheney, nhưng mà con số 130 mấy người vẫn ủng hộ ông, vẫn ủng hộ bà Liz Cheney. Nhưng mà sau đó thì ông Kevin McCarthy vẫn coi như trở về Mar-a-Lago để mà thần phục Donald Trump. Và sau này đó thì dưới cái làn sóng gọi là phục hồi lại cái lời nói dối của Donald Trump tại nhiều tiểu bang khác nhau, những chi bộ đảng tại nhiều tiểu bang nó ra những quyết định để mà gọi là khiển trách, trừng phạt những viên chức nào mà lên tiếng tố cáo Donald Trump. Thì trong đó thì lúc đó đó cái làn sóng mà gọi là thanh trừng bà Liz Cheney nó dâng cao trở lại, và ông Kevin McCarthy cũng lật ngược, cũng quyết định là lật đổ và coi như thanh trừng bà Liz Cheney để đưa vô một người thứ ba là Elise Stefanik, là một người sau này nịnh bợ Donald Trump. Thì bây giờ đó ở thượng và tiếp theo sau đó đó thì người ta đi đến một cái quyết định lập ra một cái ủy ban độc lập để điều tra vụ biến loạn 6 Tây tháng 1. Thì đầu tiên ông Kevin McCarthy đồng ý với cái bên phe dân chủ đó là chúng ta thành lập một cái ủy ban độc lập, trong đó cái số thành viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngang ngửa nhau và không có ai có quyền hơn ai hết. Họ đặt ra những cái tiêu chuẩn là muốn đưa ra một cái chat nào để đòi tất cả những người nào ra điều trần đó là phải có sự đồng ý với hai bên. Tất cả mọi người đều đồng ý chi tiết rồi, nhưng mà cuối cùng dưới cái áp lực của Donald Trump, Kevin McCarthy rút lại cái quyết định là không có ủng hộ cái việc mà thành lập cái ủy ban độc lập đó nữa. Điều này chứng tỏ là sao? Họ không có muốn
là trong thời gian sắp tới đó, người ta tiếp tục điều tra cái điều này để biết rõ hơn là những cái hành động, những cái lời nói của Donald Trump trong thời gian qua dẫn đến cái biến cố đó như thế nào. Và cái điều đáng tiếc nữa đó là liền sau đó ông Mitch McConnell cũng ủng hộ cái lập trường của Donald Trump, của Kevin McCarthy. Chúng ta biết rồi là ngay sau cái kết quả của cái vụ mà gọi là impeachment lần thứ hai, cái vụ luận tội để mà bãi nhiệm Donald Trump lần thứ hai liên quan đến cái vụ mà kích động đó, thì ông Mitch McConnell đọc một bài diễn văn rất dài, dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mà kết án Donald Trump. Ấy vậy mà rồi sau này Mitch McConnell quay ngược trở lại, và ngày hôm qua ông lên tiếng, ông nói với lại các vị nghị sĩ khác trong đảng Cộng Hòa. Ông nói rằng là tôi yêu cầu quý vị hãy làm cho tôi, hãy ban cho tôi một cái ân huệ, hay là hãy giúp cho tôi đi, tiếng Mỹ họ gọi là doing a favor, bằng cách là quý vị hãy bỏ phiếu không có ủng hộ cái việc thành lập cái ủy ban này. Chúng ta nhớ lại đi, ngay cả hồi cái đầu tháng Giêng năm nay đó, khi mà biểu quyết thượng viện biểu quyết là có nên kết tội ông Donald Trump hay không, thì ông Mitch McConnell đó, ông nói một câu như vậy nè: mặc dầu tôi là trưởng khối Cộng Hòa tại Thượng viện, nhưng mà tôi sẽ không có áp lực người nào hết, tôi để quý vị mỗi người bỏ phiếu theo cái lương tâm của quý vị, quý vị ý thức như thế nào quý vị bỏ phiếu đó. Nhưng mà lần này ông lại không yêu cầu người ta bỏ phiếu theo cái lương tâm, mà ông lại xin người ta cái ân huệ. Tức là mình diễn giải một cách bình dân đó, là ông đi chạy chọt, ông năn nỉ mọi người hãy giúp ông bỏ phiếu cái đó theo phe đảng đi. Mà ông yêu cầu cái gì? Ông yêu cầu các vị nghị sĩ đó làm một cái việc nghĩa là phạm pháp, sai nguyên tắc, sai lương tâm. Bởi vì cái việc mà ông yêu cầu người ta làm việc đó là gì? Là quý vị hãy bỏ phiếu ém nhẹm cái vụ này đi, đừng có khui cái hũ mắm của cái việc mà kích động dân phiến loạn, tấn công vào tòa nhà quốc hội để mà đập đổ hết tất cả cái thể chế, cái truyền thống của một quốc gia tôn trọng luật pháp với cái thành tích nghĩa là lâu đời nhất. Xin trở về với anh Hoàng Bách. Dạ vâng, nói về ông McCarthy đó thì chúng ta cũng biết đó, ông này cũng rất là trơ trản như là anh Mai Loan nói đó. Cái ngày mùng 6 xả ra thì ông gọi, và sau đó ông kết án ông Trump đó là chịu trách nhiệm về vấn đề của cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, mà kể cả ông Mitch McConnell cũng vậy, cũng giống như nhau. Rồi sau đó ông McCarthy đó viết một cái thư cho bà chủ tịch quốc hội, tức là bà Nancy đó, yêu cầu thành lập một ủy ban gọi là điều tra về vụ bạo động. Nhưng mà tới bây giờ thì ông lại nói là không, ông không bỏ phiếu. Nhưng mà trong đó có 35 vị dân biểu của đảng Cộng Hòa ủng hộ đảng Dân Chủ, tức là ủng hộ phải biểu quyết về vấn đề này. Bây giờ đó thì Thượng viện đó họ năn nỉ coi như họ không có thể đi qua được. Nhưng mà chúng ta biết được điều gì xảy ra. Thì đối với những người mà đảng Cộng Hòa chân chính đó, đảng Cộng Hòa truyền thống đó, họ nói là nếu mà chúng ta không bỏ phiếu để mà thành lập cái ủy ban, quá ra là đảng Cộng Hòa đã bao che cái thành phần tội phạm nha, về hình sự. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Nếu mà anh điều tra thì những ai phạm pháp thì ai, tại sao anh lại trốn tránh trách nhiệm? Anh nói là không có biểu quyết để thành lập ủy ban này, chứng tỏ là anh bao che. Và anh bao che là gì? Anh là tội phạm, anh là làm điều sai. Chứng tỏ là khi điều tra đó thì nó sẽ lòa ra là ông Donald Trump trước đó một tiếng đồng hồ ông kêu gọi hả tiến về phía quốc hội, và bây giờ hả bảo vệ quốc gia của chúng ta mà cái cuộc bầu cử này đã đánh cắp rồi, nếu không thì chúng ta sẽ mất nước mất quốc gia, đại khái vậy. Thì rõ ràng là ông khuyến khích người ta đi về phía quốc hội để bảo đảm, mà thì làm nó sẽ lòa ra đó là chưa hết. Ông mua chuộc ở trong bên hành pháp có mua chuộc một số cảnh sát nữa, và một số dân biểu của đảng Cộng Hòa đã trước đó một ngày, tức là ngày mùng 5, đã đưa một số người vào trong đó để quan sát mà không có ghi tên ở trong đó. Thì người ta biết là một số đảng viên đảng Cộng Hòa làm nổi tiếng trong cái vấn đề này nha. Mặc dù bây giờ họ trơ trản thì họ nói là không, cái chuyện đó là họ không có, giống như là một đi du lịch vào trong đó, rồi cuối cùng người ta thấy là
cái những người đó nó rất là trơ trẽn, là chính họ là bữa mà tấn công ngày 6 tháng 1 họ khiêng bàn để họ chặn cái cửa lại, tìm cách là sợ thấy mồ đi. Mà bây giờ nó là nếu mà thấy họ chụp những hình ảnh nó giống như là họ đi du lịch, thì cuối cùng là mình nói gì, những chính trị gia của một số đi theo tâm đó hoàn toàn mình thấy đã bị thoái hóa rồi, tức là cái bản chất họ không ra gì hết. Rất là tệ, phải nói là rất là tệ. Bởi vì ngày hôm trước thì họ nó khoác ngạn cao không khác, nếu theo cái kiểu mà người Việt Nam ở bên Việt Nam đó là nhổ xuống đầu rồi liếm lại đó, họ không có liêm sĩ, họ không có. Nhưng mà chúng ta thấy bà Nancy Pelosi đó, chủ tịch quốc hội, bà nói là nếu mà Cộng hòa không cộng tác thì dân chủ họ sẽ thành lập cái ủy ban để làm cái chuyện này. Thì với cái nhìn của anh Mai Loan thì tại sao như vậy thưa anh? Cái lý do rất là đơn giản lắm. Cái biến cố bạo loạn, lật đổ, coi như đảo chính hụt, tấn công của tòa nhà quốc hội, nó là một cái biến cố gọi là động trời, coi như là chưa bao giờ xảy ra hết. Nghĩa là gần 200 năm rồi tòa nhà quốc hội chưa bao giờ bị tấn công. Cái lần sau cùng nó là 1800 mấy, là thời chiến tranh với là quân đội Anh thời đó mà thôi. Và theo cái truyền thống mà khi xảy ra một cái biến cố động trời nào mà người ta không muốn nó xảy đến nữa đó, thì người ta cần phải điều tra để tìm rõ nguồn ngành. Rồi từ đó, ngoài cái việc mà trừng phạt những kẻ phạm tội đó, người ta sẽ đề ra những cái biện pháp để mà phòng ngừa đừng có trở lại nữa. Thành ra chúng ta thấy trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ đó, những cái ủy ban độc lập nó được thành lập, chẳng hạn như là sau cái vụ ám sát Tổng thống John Kennedy vào năm 1963, thì người ta nói rằng là cái chuyện một vị Tổng thống Mỹ bị ám sát ngay tại thành phố Dallas là một chuyện động trời, thì nó cần phải điều tra. Cái phần thứ nhì là cái biến cố cũng động trời chưa bao giờ xảy đến là cái vụ 911, là khi cái quân khủng bố Hồi giáo đó nó dùng những cái đủ cái mánh lới khác nhau để mà nó biến những chiếc máy bay dân sự trở thành là những cái hỏa tiễn, nghĩa là nguy hiểm nhất để có thể đánh sập các tòa cao ốc. Họ cần lập cái ủy ban độc lập đó để họ nghiên cứu là tại sao cơ quan tình báo Hoa Kỳ có hơn 16 cái cơ quan khác nhau thu thập đủ tin tức hết, nhưng mà lại không có phối hợp lẫn nhau để mà có thể biết được cái chuyện đó mà ngăn chặn cái chuyện xảy ra. Thành ra từ đó họ rút ra được cái bài học là phải thành lập một cái gọi là bộ nội an, trở thành một trong những bộ lớn nhất với cái số nhân viên lên đến cả nghĩa là mấy trăm ngàn người, để mà phối hợp tất cả những cái điều đó. Và chúng ta thấy cái kết quả khả quan đó là từ đó đến nay đó chưa hề có một cái vụ tấn công của quân khủng bố ngoại quốc nào vào trong nước Mỹ. Chỉ có những dân mà gọi là khủng bố nội địa, như là cái bọn mà da trắng bạch chủng, như bọn Proud Boys, như là cái bọn phiến loạn vừa qua, Oath Keeper, Proud Boys, Three Percenter đã tấn công vào tòa nhà quốc hội. Thành ra cái tinh thần của cái ủy ban độc lập á, là một cái tinh thần thực sự là nghĩ đến quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay đó, các vị dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa, họ chỉ nhìn đến cái quyền lợi ngắn hạn là phải đắc cử trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Và một cái vết đen nữa là họ bị ám ảnh bởi cái đòn, cái sức mạnh của Trump. Không phải là một cái sức mạnh thu hút người dân để lấy phiếu, mà là một cái sức mạnh của Trump có thể trừng phạt họ. Cái đó là cái mà các vị dân biểu nghị sĩ Cộng hòa hiện nay như Kevin McCarthy hay là ông Mitch McConnell lo sợ nhất. Tại vì Donald Trump là một cái con người ích kỷ, một con người hèn hạ, một con người có tự ái cao mà. Và anh ta là người không thể nào mà chấp nhận những người nào khác mà chỉ trích. Cho nên trong suốt 4 năm làm tổng thống đó, bất cứ ông dân biểu nghị sĩ Cộng hòa nào lên tiếng chỉ trích thì Donald Trump sẽ trả đũa ngay lập tức bằng cách là sẽ kích động một vài chính khách gia nô nào đó sẽ ra đối đầu trong kỳ bầu cử sơ bộ. Thành ra cái điều này nó khiến cho rất nhiều các dân biểu nghị sĩ Cộng hòa đó họ đều co vòi lại, không có dám lên tiếng chống đối Donald Trump là như vậy. Tuy nhiên bà Nancy Pelosi trong cương vị là chủ tịch của Hạ viện đó, chắc chắn là sẽ không bỏ qua cái việc này. Bà sẽ tiến hành cái việc điều tra, tại vì trên Hạ viện đó, họ có những cái ủy ban
đã có lâu đời rồi, hoặc là họ lập ra một cái ủy ban nào đó gọi là một cái select committee để mình điều tra, giống hệt như là Hạ viện dưới thời của ông John Boehner trước đây đó, cũng lập ra một cái ủy ban để điều tra cái vụ mà gọi là thảm sát tại tòa đại sứ Benghazi ở bên Libya đó, với cái mục đích là làm gọi như là tấn công vào cái uy tín của bà Hillary Clinton, vì lúc đó bà là ngoại trưởng. Và cái vụ tại tòa đại sứ Mỹ ở bên Libya đó thì có 4 người thiệt mạng, trong đó có viên đại sứ Mỹ. Dĩ nhiên khi mà ông Kevin McCarthy và ông Mitch McConnell đó, họ tuyên bố không có đồng ý tham gia vào cái việc mà gọi là lập cái ủy ban độc lập đó, là họ đã dọn đường để mà biện minh cho cái lời nói dối sau này. Tức là tất cả những cái quyết định, những cái kết luận của cái một cái ủy ban điều tra sau này đưa ra đó, thì họ sẽ nói rằng là đây là một cái ủy ban do phe dân chủ nắm quyền đa số điều hành và lèo lái như vậy thôi, chứ không phải là một cái ủy ban nghĩa là độc lập mà gọi là có cả hai đảng cùng góp mặt. Thành ra họ biết đó là một cái hành động nói dối và họ đã dọn đường để mà họ bao che cho những lời nói dối của họ. Thành ra cái vai trò của chúng ta đó là những người dân, chúng ta cần phải tích cực hơn nữa, ngoài cái việc mà chúng ta lên án hay là chúng ta thất vọng hay là chúng ta bực mình, chúng ta chửi rủa những hành động đó, chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của chúng ta trong cuộc bầu cử sắp tới, trong cuộc bầu cử vào năm 2022, hoặc là tại một số những tiểu bang như là Virginia, New Jersey có bầu cử năm nay. Chúng ta dùng cái lá phiếu, chúng ta dùng cái đồng tiền bằng cách là chúng ta ủng hộ cho bất cứ những ứng cử viên của đảng Dân Chủ để tống cổ những cái tên gọi là Cộng Hòa hèn hạ và hèn nhát như vậy ra khỏi Quốc hội. Chỉ có cái đó mới là một cái vũ khí hữu hiệu nhất để mà chúng ta phục hồi lại cái tinh thần gọi là tự trọng, và qua đó chúng ta cũng biết được sử dụng được cái lá phiếu của chúng ta, tuy rằng nó không đáng kể nhưng mà nó vẫn đóng góp vào cái kết quả chung. Và trong một số những trường hợp ở những cái địa phương mà ngang ngửa đó, thì cái lá phiếu của khối cử tri thiểu số nó có thể góp phần đem lại cái chiến thắng sau cùng. Cái thí dụ điển hình là trường hợp của một cuộc bầu cử sau cùng ở hai chức vụ nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Georgia. Nó cho thấy chính lá phiếu của cộng đồng thiểu số đó đã góp phần đem lại cái chiến thắng cho hai vị nghị sĩ phe dân chủ tại tiểu bang này. Xin trở về với anh Hoàng Bách. Dạ vâng, có lẽ là trong những ngày tới thì chúng ta thấy cái tình hình nó sẽ dồn dập hơn. Tại sao nó dồn dập? Thì chúng ta thấy là ở ngay ở New York, ở ông biện lý Van, ông đã tiến hành những cái thủ tục để mà gọi là thành lập bồi thẩm đoàn để mà có thể đi tới cái vụ xét xử. Nhưng mà thêm một cái điểm nữa đó là chúng ta thấy các cái biện lý ở đó họ lại đi xa hơn. Họ tìm lại những cái vấn đề mà của ông Giuliani trong 2019, ông đã đi qua Ukraine và ông cấu kết với một số người ở Ukraine mà làm ăn hay là tình báo của Nga nữa trong cái vấn đề này. Thì họ đang tìm hiểu thử cái sự mà những cái người mà gọi là chính trị gia của Ukraine có liên hệ gì với Nga, mà đã cung cấp những gì cho ông Giuliani để đi tới cái tình trạng đó. Thì càng ngày nó càng phức tạp với ông Giuliani. Mà ông Giuliani là ai? Là cố vấn của ông Tổng thống Bông Lạch. Cho nên cái yếu tố này nó tìm ra được ông Giuliani, nó tìm ra những cái sự kiện mà có liên lạc với Nga đó, thì nó sẽ đi tới lần tới là ông Trump. Thì cái điều mà chúng ta vừa nêu lên thì có người hỏi nó là trời ơi, sao ông Trump trong 4 năm vừa rồi là ông làm cho nước Mỹ phân hóa quá, mà bây giờ ông muốn lợi dụng cái vấn đề này để ông nói là ông sẽ ra năm 2024, hoặc là ông tổ chức vận động để meeting để nói chuyện vào tháng 6 này, rồi mùng 4 tháng 7 nữa, vân vân và vân vân. Thì trong khi đó
thì ông lại lo đấu đầu với cái vấn đề là tư pháp, với vấn đề tòa án tại ở Manhattan cũng như là ở New York nữa. Thì tất cả những yếu tố này nó hợp thành, thì có lẽ số tiền của ông còn thiếu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mướn luật sư rất là nhiều, thưa quý vị. Đây là những luật sư thượng hạng, mà luật sư thượng hạng đó thì tiền bao nhiêu là đổ vô hay. Tới giờ này thì những cái nhà điều tra họ nói là ông đã làm giá trị cái tài sản của ông thấp xuống khi ông khai thuế, và ông làm giá trị tài sản gấp 10 lần nó tăng lên để ông đi vay ngân hàng. Và ông hết giảm xuống á, thì để mua bảo hiểm cho rẻ đủ thứ hết. Thì bây giờ tất cả những cái này nó càng ngày nó còn tiến gần tới ông Donald Trump. Thì có nhiều người nói là bao giờ mà những người ở ngoài, đặc biệt là trong cộng đồng của Việt Nam mình, không có nhiều, một số thôi, bây giờ cũng còn rất là cay cú, hậm hực, cho nên những cái điều mà họ phát biểu, họ nói tin tức hay cái gì đó, còn cuối cùng mà họ cũng dằn qua cái lại, họ mắc cái cho nó, ông Joe Biden thấy không đó, vậy chứ đâu có gì là đặc biệt đâu. Tức là những cái làm tổng thống mà, thưa quý vị, làm trưởng một gia đình là chúng ta phải giải quyết nào là con cái, vợ chồng, rồi là công ăn việc làm, thuế, hay là có cái bill bọng ở trong gia đình nó nhiều nữa. Còn làm tổng thống là làm tổng thống của nước Mỹ, mà tổng thống cả thế giới nữa, cho nên nó rất là quan trọng. Mà trong suốt 5 tháng vừa qua đó, thì mình có thể nói là một cái cách tổng quát đó, là nếu mà chấm điểm và thăm dò đó, thì trên 60% người dân Mỹ hài lòng với cái chính sách của ông Joe Biden. Về chống Covid á, thì lên tới 79% là họ cho rằng cái chính sách chống Covid-19 đó có hiệu quả nha. Và cái chính sách hiện tại cái xây dựng hạ tầng cơ sở trên 60%, thì đây là cái số mà người ta nói là trong cái thời gian mà ông Trump còn làm việc đó, thì ông chỉ 45% là tối đa, không có cao nữa. Mà bây giờ đó, ông Joe Biden 5 tháng đầu mà ông đã được trên 60%, thì đây cũng là một cái điều khích lệ. Chúng ta thấy là càng một vị tổng thống nó càng phải hàn gắn là bị sự đổ vỡ, sự chia rẽ, sự phân hóa trong nước Mỹ đã đành rồi, rồi còn phải đối phó với nước ngoài, đó là kẻ thù của mình là Trung Cộng và Nga Xô nữa, cho nên ông đương đầu nhiều mặt lắm, cho nên không có đủ. Nhưng mà qua các cái sự kiện đó thì người ta đánh giá rằng, người ta thăm dò, người ta thấy là làm việc qua 5 tháng như vậy rất là có khả quan đối với nước Mỹ. Thì không biết nhà báo Mai Loan có nhận định gì về những cái sự kiện đã qua cũng như phê phán gì thêm. Bây giờ mới đây thì cái ngân sách quốc phòng tăng lên, không có tăng lên bao nhiêu, hình như là 715 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng, và trong đó ông dành cho vấn đề công nghệ, dành cho vấn đề chế tạo vũ khí nguyên tử nó tối tăng hơn. Anh Mai Loan có gì thêm thì mời anh. Chào bác. Hiện nay đó thì chính quyền của ông Joe Biden còn đối phó nhiều cái vấn đề rất là khó khăn. Thứ nhất là vực dậy lại nền kinh tế sau những cái hệ quả mà tai hại của cơn đại dịch Covid-19. Đó là chưa kể cái cơn đại dịch Covid-19 thật sự nó chưa có thể coi như là một cái vấn đề mà hoàn toàn là triệt tiêu. Chúng ta khả quan hơn so với những nước khác thôi. Nhưng mà chúng ta không biết là trong tương lai những cái biến thể của Covid-19 đó, nó có thể trầm trọng như thế nào không, và nó có thể quay ngược tấn công trở lại hay không. Ngoài ra ông còn phải lo đối phó với hai cái đối thủ đáng ngại nhất là Nga Xô và Trung Cộng. Với những cái tham vọng gọi là bên Trung Cộng đó, thì có tham vọng bá quyền để mà tranh giành với lại Hoa Kỳ. Bên Nga thì coi như là một cái đối thủ đáng ngại, không bao giờ muốn để cho Hoa Kỳ tiếp tục ở cái vị thế số 1 nữa. Thành ra họ đưa ra những cái chiến dịch làm sao mà có thể làm lung lay cái xã hội nước Mỹ, xuyên qua cái chiến dịch gọi là đưa ra phát tán những cái tin tức sai lệch, những tin tức bóp méo sự thật đó. Quý vị thấy mới đây công ty Facebook cũng vẫn nói rằng là hiện nay Nga vẫn là cái quốc gia nguy hiểm nhất, dẫn đầu cái chính sách gọi là disinformation, tức là bóp méo những cái tin tức, đưa ra những tin tức bóp méo sự thật để mà lũng đoạn cái niềm tin của Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nói đến trở lại cái vấn đề chính là cái ủy ban độc lập để mà điều tra những cái biến cố bạo loạn cái ngày 6 tháng 1 vừa qua, bởi vì những cái hành động mà tội phạm nó không thể nào tha thứ được,
tất cả những cái tên mà xông vào tòa nhà đó đã bị cơ quan FBI điều tra trong thời gian qua, ít nhất là khoảng 430 tên, 440 tên đang phải ngồi chờ ra tòa để lãnh án tù và coi như là tiêu tan sự nghiệp. Trong đó tiếc thay cũng có một người Việt Nam chúng ta tại thành phố Houston, anh này là một anh cảnh sát làm 18 năm trời rồi, nhưng mà không biết anh phải cái giống gì đó là tin theo cái lời suối dài của Donald Trump về trên đó để mà lãnh cái hậu quả đó. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao, dĩ nhiên con số 400 mấy chục người này nó không ngừng đây, nó còn tiếp tục nữa, thì tại sao chỉ có những người đó là trở lãnh hậu quả rồi, còn cái tên chóp bu là Donald Trump tại sao không có phải đón nhận những hậu quả đó. Thành ra cái hệ thống công lý đó phải được hoạt động và để mà đem lại cái niềm tin, phục hồi lại cái uy tín của Hoa Kỳ. Và trong cái vụ này đó thì chúng ta thấy cái lập luận của phe Cộng hòa hiện nay dưới quyền của hai ông Kevin McCarthy và ông Mitch McConnell để biện minh cho việc tại sao họ không đồng ý chuyện đó đó, nó có nhiều cái điều dối trá, ngụy biện hoàn toàn. Họ nói rằng lý do họ không ủng hộ cái việc thành lập cái ủy ban độc lập này đó là tại vì khi mà mình điều tra về cái bọn quân phiến loạn tấn công vào tòa nhà quốc hội thì cũng phải điều tra luôn tất cả những cái vụ tấn công dưới cái phong trào Black Lives Matter với cái bọn Antifa nó đập mà phá biểu tình vào mùa hè năm ngoái sau cái biến cố anh George Floyd bị đè cổ chết tại Minneapolis. Cái điều này nó kích động cái thành phần dân mà cuồng Trump, và tiếc thay trong số đó những người cũng có một số những người Việt Nam cuồng Trump, họ cho rằng là cái lập luận nó rất đúng, quý vị chỉ điều tra những cái quân phiến loạn tấn công vào tòa nhà quốc hội mà quý vị bỏ lơ cái việc bên kia, thành ra nó không có công bằng. Cái lập luận này đó mới thoạt nghe nó có vẻ như có lý, nhưng mà một cái lập luận hết sức là khập khiễng, nó không có đúng sự thật. Thứ nhất đó là những cái bọn Antifa, những cái bọn mà đập phá những cuộc biểu tình vào năm ngoái đó, họ vẫn bị bắt giữ, họ vẫn bị điều tra, chứ không có phải là ai làm ngơ hết. Và cũng chẳng có ai chủ động, cũng chẳng có chính trị gia nào của đảng Dân Chủ lên tiếng đề cao hay ca ngợi. Nó là một cái phong trào thực sự có sự tham dự, dĩ nhiên là của đa số người dân da đen, nhưng mà nó cũng rất nhiều những người dân sắc dân khác, kể cả sắc dân da trắng cũng ủng hộ cái phong trào biểu tình, tại vì họ chống đối cái tinh thần bất công của cảnh sát, đối xử một cách kỳ thị. Và thứ hai nữa đó là chúng ta phải nhìn vô những con số. Cái con số cho thấy rằng là trong khoảng hơn 7.750 cái vụ mà biểu tình tại bên Hoa Kỳ đó, ở 2.400 địa điểm Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 26 tây tháng 5 cho tới ngày 22 tây tháng 2, 22 tháng 8 năm ngoái đó, thì trong số gần 8.000 vụ biểu tình đó có khoảng độ chưa tới 220 vụ biểu tình gọi là có bạo động mà thôi. Thành ra là 93% cuộc biểu tình của Black Lives Matter là ôn hòa, peaceful. Thành ra chúng ta không thể nào lấy 7% có những biểu tình đó để mà chụp mũ cho cả một cái phong trào Black Lives Matter là một cái phong trào bạo loạn gây bất an cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ năm nào cũng có những cuộc biểu tình khắp nơi hết đó, và trong những cuộc biểu tình bao giờ nó cũng có thể có bạo loạn xảy ra. Chúng ta có những cái cơ quan công lực, những cái sở cảnh sát, ti cảnh sát tại thành phố, tại tỉnh hạt, cao ti, có khi đó thì cần đến lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang đến để mà giữ vãn hồi trật tự. Cái đó là cái chuyện bình thường. Cái phong trào Black Lives Matter nó không có làm lung lay cái thể chế của nước Mỹ. Và cái quan trọng như chúng tôi nói đó là 93% các vụ biểu tình nó đều là ôn hòa. Dĩ nhiên có một vài thành phần Việt Nam trong đó, đáng tiếc thay có những lãnh tụ tinh thần, những lãnh tụ tôn giáo. Chúng tôi biết một cái ông linh mục trẻ, ông Nguyễn Bá Thông gì đó, trên cái trang Facebook vào lúc đó ngày nào cũng đưa lên những cái hình gọi là biểu tình đập phá tiệm cửa, tiệm đập phá các tượng này kia, rồi họ đổ lỗi rằng là phong trào Black Lives Matter là cái nguyên nhân gây ra cái xáo trộn nước Mỹ, và do đó chúng ta cần phải lên án bọn chúng, chúng ta phải ủng hộ Tổng thống Trump sẽ ra tay mạnh mẽ như vậy. Đó là một cái hành động mình gọi là
nhập nhằng đó, tức là đánh đồng một hai cái thiểu số đó để mà mình gọi là chụp mũ cho cả một cái tập thể. Thành ra cái lập luận của Kevin McCarthy và Mitch McConnell để nói rằng là phong trào biểu tình Black Lives Matter nó cũng ngang nhau như là cái bọn biểu tình vào tòa nhà Quốc hội. Thành ra khi mình cần điều tra cái này, mình phải cần điều tra thêm cái kia. Cái điều này là hoàn toàn sai. Cái phong trào Black Lives Matter và những thành phần Antifa mà đi biểu luận đó, họ đã bị các cơ quan công lực, cái hệ thống công lý của nước Mỹ đó giải quyết một cách nghĩa là nghiêm ngặt, và những thành phần đó đã phải trả giá. Còn những cái tên biểu tình tấn công vào tòa nhà tòa Bạch Ốc đó thì một số đã bị bắt giữ, nhưng những tên chủ mưu, đặc biệt là cha con của Donald Trump tại tòa Bạch Ốc, đặc biệt là một số những tay dân biểu nghị sĩ Cộng hòa có thể là tiếp tay cho bọn chúng bằng cách là tổ chức những cái cuộc mà đi viếng thăm trước đó để mà cho bọn chúng biết được những cái địa điểm đặc biệt đó, thì tất cả những cái vụ đó, tất cả những hành động sai trái đó cần phải đưa ra ánh sáng, để mà nếu như người ta có những bằng chứng những người đó phạm tội thì những người đó phải trả giá, cho dù họ là những dân biểu nghị sĩ hay là một người cựu tổng thống. Xin trở về với ông cho anh Hoàng Bách. Dạ vâng, bây giờ thì chỉ còn 2 phút còn lại, thì nhờ anh Mai Loan có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay qua cái sự trình bày khi nãy giờ anh nêu lên vấn đề lễ Phật đản tại tòa Bạch Ốc, cũng như là cái sự chia rẽ của đảng Cộng Hòa và cái sự nghĩa là bắt nhứt của một số đảng viên của đảng Cộng Hòa theo Trump, cũng như là cái vụ mà truy tố nó càng ngày nó còn tới gần với ông 45 vân vân và vân vân, thì anh có thể kết thúc trước khi chia tay. Trong cương vị của một người làm truyền thông tại Hoa Kỳ đó, thường thường chúng tôi đưa ra một cái thành ngữ rất là phổ thông, đó là wait and see, tức là người ta hãy chờ đợi và xem những cái biến cố nó diễn biến ra như thế nào, để từ đó chúng ta có được những cái kết luận mà đứng đắn và chính xác hơn. Manhattan đang triệu tập một cái đài bồi thẩm đoàn, nó báo hiệu là cái cuộc điều tra của ông ta kéo dài hơn 2 năm qua nó sắp sửa đi vào cái giai đoạn kết thúc, nhiều phần là với một cái bản cáo trạng. Cái điều này không có nghĩa là Donald Trump sẽ nay mai bước vào nhà tù, mặc dù là rất nhiều người mong muốn chuyện đó, tại vì cái tiến trình đó nó phải làm việc rất là chặt chẽ. Đại bồi thẩm đoàn họ sẽ làm việc trong vòng 6 tháng, và ngay cả khi đưa ra cái cáo trạng đó thì phe bên ông Trump sẽ có dư sức mướn các luật sư, và mọi sự sẽ diễn ra một phiên tòa, và hy vọng là người ta sẽ biết được những cái sự thật tại sao Donald Trump đã tìm đủ cách để giấu cái hồ sơ thuế khóa của mình, và từ đó những hình ảnh mà Donald Trump đánh bóng về mình là một người làm ăn thành công như thế nào vân, có thể nó sẽ sụp đổ. Hy vọng là với những chuyện đó, nó làm cho những người mà bấy lâu nay vẫn còn lầm mê vào cái thần tượng gọi là dối trá của mình, nó sẽ bị tan vỡ dần, và người ta sẽ sớm tỉnh ngộ. Tuy nhiên, song song với cái việc mà rất nhiều những chính khách của đảng Cộng Hòa hiện nay đó, họ vì cái quyền lợi nhất thời là lo cho cái việc mà có thể không bị thất cử kỳ tới đó, cho nên họ muối mặt, họ nói dối ngược lại những lời nói của họ trước đó theo cái kiểu mà nhổ rồi điếm lại đó, nó làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng ở Hoa Kỳ hiện nay vẫn còn đa số người dân và các chính khách đó trong một chừng mực nào vẫn còn bảo vệ những giá trị lâu đời. Ra cái việc đó nó đã biểu lộ qua cái kết quả ngày 3 tháng 11 vừa qua. Đại đa số họ vẫn bỏ phiếu để lựa chọn Joe Biden và tống xuất Donald Trump đi. Và chúng tôi tin rằng là cái tinh thần đó nó sẽ được tiếp tục để mà có thể sớm đem lại một cái kết quả khả quan và đầy hy vọng hơn trong tương lai sắp tới. Xin cảm ơn anh Hoàng Bách. Qua sự trình bày của nhà báo Mai Loan, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi cũng hy vọng là những cái chương trình như thế này mong quý vị chuyển tải và quý vị giới thiệu cho bạn bè. Bởi vì những cái chúng tôi làm đó là không phải thực hiện là để câu view. Chúng tôi muốn đưa những cái tin chính xác, trung thực
để nhằm giúp cho quý khán thính giả trong và ngoài nước đó, để có thể nhìn cùng nhau, nhìn cái sự kiện nó xảy ra, rồi quý vị hãy tự phán quyết theo cái quyết định của quý vị. Chúng tôi chỉ mong đừng có nghe những cái tin mà tin giả, tin tào lao, cũng bây giờ nó rất là nhiều. Tới giờ này mà còn viết trên cái diễn đàn là ông Biden đã thú tội rồi thế này thế kia, đã bị bắt hết, thì cái chuyện nó rất rất là tào lao, mà nó rất là ấu trĩ. Cái người mà gửi cái tin này họ không biết xấu hổ, thật sự họ gửi trên diễn đàn họ không biết xấu hổ. Thành chúng tôi cũng mong rằng là họ phải ngủ, tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa, thức dậy để nhìn thấy. Nếu mà muốn bảo vệ nước Mỹ là mỗi người trong chúng ta phải cùng chung vai sát cánh với nhau. Không có ai bảo vệ nước Mỹ bằng chính người công dân của nước Mỹ, không có vị tổng thống nào lo cho nước Mỹ bằng chính mỗi người dân của chúng ta. Phải ý thức, nếu chúng ta không có xây dựng, chúng ta không bảo toàn, chúng ta không đoàn kết thì không có nước nào Nga và Tàu nó sẵn sàng, nó can thiệp vào ở chúng ta. Cho nên chúng ta thương dân Mỹ, và đây là của quốc gia của chúng ta, muốn trở thành một siêu cường thì chúng ta sẽ hồi sinh lại, và muốn hồi sinh thì chúng ta hỗ trợ cho vị tổng thống 46 ông có cơ hội để làm việc. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt quý khán giả, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Cũng xin chúc anh Tuấn cũng vậy. Nếu có đi chơi trong cái ngày Memorial Day thì đi cẩn thận. Chúng ta vẫn đi ra ngoài, nếu mà nếu gặp những người lạ thì cũng nên mang khẩu trang, bởi vì cho tới bây giờ đó, nếu ai chích rồi thì còn tạm được, nhưng mà chưa chích mình đâu có biết ở trong cái số người mình có ai chích hay không, cho nên vẫn đeo khẩu trang. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào. Dạ, em xin kính chào.